Chúng tôi rất là quan ngại việc ứng dụng bơm năng lượng mặt trời thử nghiệm trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian vừa qua. Đây là công nghệ mới của Vinfast có thể hiện những ưu điểm. Thứ nhất là việc mà chuyển hóa năng lượng mặt trời thành cái điện năng cho các cái máy bơm, giúp cho giảm chi phí, giúp cho việc sử dụng của người dân giảm sự phụ thuộc vào cái lưới điện quốc gia. Có những thời điểm ví dụ mặc dù là điện bị cúp nhưng mà người dân có nước để sử dụng được liên tục, là sinh hoạt hàng ngày người dân được ổn định, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân. Thứ hai là trong vấn đề truyền thông thì nó sẽ truyền thông trực quan được về cái công nghệ mới, thân thiện với môi trường, giúp cho người dân nâng cao nhận thức trong cái việc mà có những biến đổi khí hậu. Ứng dụng vào thử nghiệm năng lượng mặt trời